về nơi nghỉ cuối cùng. Anh em con cháu của cụ trở lại trước phát tiền để làm lễ truy điệu cho cụ. Hoàng cô là chở ai nên làm lễ tương đương. Kính thưa cơ hồn cụ Hoàng Thị Phụ, kính thưa gia đình cụ Việt Hiếu, kính thưa các vị lãnh đạo cho đảng, chính quyền, hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể chính trị trong thôn, trong xã, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các đoàn thanh thiếu thập hương. Chúng tôi thật vô cùng thương xót nhận được tin cụ Hoàng Thị Phụ thường trú tại đội 15, thôn An Chiểu Hai, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đã 250 về cõi Vĩnh Hằng, thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn An Chiểu Hai, xã Liên Phương, chúng tôi có vòng hoa thơm, lóng hương trầm, để kính viếng linh hồn cụ và cùng nhau đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc cụ về nơi xứ vàng, an giấc ngàn thu. Để tiếp tục chương trình, tôi xin trịnh trọng kính mời ông Hoàng Văn Khoa, trưởng thôn An Chiểu Hai, đến tóm tắt lại 80 năm mùa xuân sinh trưởng của cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Lễ truy điệu cụ Hoàng Thị Phụ bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Phụ, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong thôn trong xã, kính thưa đoàn quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Thật vô cùng đau xót khi nhận được tin cụ Hoàng Thị Phụ qua đời. Ban công tác mặt trận thôn cùng các ngành đoàn thể cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn trong xã đã kịp thời đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và bàn bạc thành lập ban lễ tang, thống nhất chương trình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu, lễ an táng cụ Hoàng Thị Phụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôn An Chiểu Hai thông báo tin buồn này tới cán bộ cùng nhân dân trong thôn biết tin kịp thời đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Giờ tiễn biệt cụ Hoàng Thị Phụ đã đến, cho phép tôi thay mặt cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn trong xã, chúng tôi có lời thăm viếng chia sẻ nỗi đau cùng toàn thể gia quyến, có vòng hoa thơm lén hương ngát đến kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ, cụ Hoàng Thị Phụ sinh năm 1939, cư trú tại đội 15, thôn An Chiểu Hai, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cụ sống trong sự che chở của cha mẹ, họ hàng, làng xóm, được gia đình cho ăn học, ký đỡ tên cụ. Cụ đã kết hôn với cụ Hoàng Ngọc Định. Hai cụ đã sinh được 4 người con, 2 người con trai, 2 người con gái. Một người con trai của cụ đã tham gia vào quân đội nhân dân Việt Nam. Các con của cụ đã yên bề gia thất. Cụ và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật, nhà nước và các quy định của địa phương, cùng xóm làng, cùng với cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã. Xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp như ngày hôm nay đã có sự đóng góp một phần của cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian mắc bệnh, cụ đã được các y bác sĩ cùng gia đình hết lòng quan tâm chạy chữa thuốc thang, cùng bà con lối xóm, các ban ngành đoàn thể thăm hỏi và động viên. Song do tuổi cao sức kiệt, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 14:40 ngày 23 tháng 9 năm 2023, tức ngày 9 tháng 8 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 85 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao
đối với gia đình, với dòng họ, với xóm làng, với quê hương, không có gì thay thế được vĩnh viễn. Từ nay các con của cụ mất đi một người mẹ sớm khuya tần tảo, các cháu các chắt của cụ mất đi một người cụ kính yêu vô cùng đau xót và thương nhớ, họ hàng mất đi một người bạn tốt, đưa toàn thể nhân dân sinh ra mất đi đâu cũng là quy luật của tạo hóa. Hôm nay trước công linh của cụ đã từ giã thế giới này về với cõi vĩ hằng, về với tổ tiên, về với cõi thi bò, về với đất mẹ của vùng nước của ngàn thu, để lại thắp hương cho gia đình, cho con, cho cháu, cho họ hàng, cho làng mạc, quê hương. Trước giờ phút đi biệt này, một lần nữa cho phép chúng tôi chia sẻ nỗi đau thương cùng tá quyến, xin kính cẩn trước vong linh của cụ và cùng nhau tiến đưa cụ Hoàng Thị Phụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ đến cụ, xin mời toàn thể các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ dành một phút mặc niệm. Nghiêng, phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình đôi lời cảm tạ cho cán bộ của nhân dân. Xin trân trọng kính mời. Kính thân kia. Kính thưa đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể, các đoàn khách, thông gia, liên gia, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, cùng họ nội họ ngoại, cùng bà con nhân dân trong thôn trong xóm. Bác tôi không may mắc bệnh căn bệnh hiểm nghèo, đã được gia đình chồng các con các cháu bên nội bên ngoài đã tận tình chạy chiếu thắp thang. Xong căn bệnh quá hiểm hoạn nghèo, bác tôi đã không qua khỏi. Nhận được tin đau thương này, đã được các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân trong thôn trong xóm đã đến thăm hỏi, cúng viếng, chia buồn và động viên gia đình chúng tôi trong lúc đau thương nhất. Thay mặt gia đình, tôi không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn tới tất cả các cụ, công bà. Và trong lúc tăng ra bối rối, gia đình chúng tôi có điều gì khiếm khuyết, mong các cụ, công bà cũng lượng thứ. Một lần nữa, tôi thay mặt cho gia đình, xin trân trọng cảm ơn. Buổi lễ tri điệu cụ Hoàng Thị Phụ đến đây là kết thúc. Lễ di quan bắt đầu. Mẹ ơi, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Mẹ ơi, có nỗi buồn nào bằng thú vắng bóng mẹ từ đây. Mẹ ơi, có cuộc chia ly nào hơn cuộc chia ly này. Người đời khiêu dịch trốn không. Mẹ ơi, trốn mẹ làm lây hóa mây mông vắng bóng mẹ. Mẹ ơi, vắng bóng mẹ trong lòng anh chị em chúng con đau trống trải. Mẹ ơi, nhớ khi xưa. Mẹ ơi, nhớ khi xưa, nhớ lúc ăn ở anh chị em chúng con, các cháu có điều gì bất tài. Xin mẹ đừng trách cứ cháu con yêu. Mẹ ơi, với
chú nhân thể nay chưa trả hạn được bao nhiêu mà nay đã khô mệt lúc nào. Mẹ ơi, thế là còn đâu? Còn đâu những buổi chiều tà. Mẹ ơi, anh chị em chúng con muốn gọi mẹ thì kiếp nào còn ai? Mẹ ơi, đời mẹ thì biết sớm mệt mài. Hôm nay